video spoil, thích thì xem, không thích đợi lúc nào thích thì xem, còn đã xem thì nhớ like share ủng hộ nhé. Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với HD Tộc. Và thời điểm video này lên sóng thì chắc tin này cũng đã khá cũ với anh em rồi. Nhưng tôi vẫn nhắc lại cho anh em rằng, movie và season 4 của bộ anime Overlord đỉnh đám đã được studio Madhouse xác nhận là đang được sản xuất rồi. Theo thông tin cập nhật được thì phần movie tiết lộ sẽ làm về phần Thánh Quốc Holy Kingdom, nghĩa là tập 12 và 13 của Light Novel. Vì vậy cũng có thể đoán rằng phần 4 của bộ anime sẽ tập trung vào hai tập 10 và 11 để chúng ta thấy rõ được mạch truyện của Overlord. Mong rằng anime sẽ không bị delay và ra mắt vào đúng đầu năm 2022 để chúng ta có thể cùng nhau gặp lại vị chúa tể Overlord and Ogre vĩ đại. Và hôm nay, hãy cùng tôi nói về một thứ mà anh em có thể đã nghe tới rất nhiều lần khi tìm hiểu về Overlord, Yggdrasil, một trò chơi có ảnh hưởng vô cùng lớn đối với bộ truyện. Trước khi đi vào nội dung chính, tôi mong các anh em đừng make it complicated mà hãy cứ enjoy cái video này, cho dù nó có nhiều thông tin đã từng được nhắc đến trong các video trước, giờ thì cũng bắt đầu thôi. Trước hết, anh em có biết Yggdrasil là gì và nguồn gốc của cái tên này từ đâu mà có không? Có biết cũng giả vờ không biết để tôi đứng ra cho giải thích nha. Yggdrasil chính là cái tên của một cây tần bì khổng lồ nối liền 9 thế giới trong vũ trụ của thần thoại Bắc Âu, hay còn được gọi là cây thế giới. Và Yggdrasil cũng là một trong những cái tên được nhiều tác giả fantasy ưa chuộng và đưa vào bộ truyện của mình. Trong Overlord, Yggdrasil là tên của game mà Suzuki Satoru, có nickname là Momonga hay Ogre của chúng ta hiện giờ, đã dành rất nhiều thời gian cùng công sức để cày cuốc. Lưu ý với anh em là thế giới của Yggdrasil khác biệt hoàn toàn với tần thế giới. Yggdrasil chỉ là một trò chơi nổi tiếng trong thế giới của Satoru, trong khi tân thế giới là thế giới mà Momonga cùng Nazarick bị dịch chuyển sang. Tân thế giới là thế giới có thực, với vô vàn các chủng tộc, các vương quốc khác nhau đang sinh sống và tồn tại. Dù vậy, hệ thống của Yggdrasil vẫn ảnh hưởng rất lớn tới hệ thống cấp độ, ma thuật cùng vật phẩm tại tân thế giới. Điều này xảy ra là do những người chơi từng bị dịch chuyển tới tân thế giới từ trước đã truyền thụ lại tri thức của mình cho người dân của thế giới mới này. Giờ thì anh em hãy cùng tôi tìm hiểu kỹ hơn về Yggdrasil nào. Yggdrasil là một game MMORPG, viết tắt của cụm từ Dive Massively Multiplayer Online Role-Playing Game, hay trò chơi nhập vai trực tuyến nhiều người chơi. Theo thông tin từ Light Novel, MMORPG đại diện cho thế hệ trò chơi tương tác mới, trong đó người chơi có thể trải nghiệm một thế giới ảo chân thật tới từng chi tiết. Bằng cách sử dụng một loại máy móc đặc biệt kết nối với các tế bào thần kinh thông qua hệ thống máy tính và mạng nano, người chơi có thể cảm thấy mình thật sự dung nhập vào thế giới game. Vào năm 2126, một nhóm lập trình viên tài năng Nhật Bản đã sáng tạo ra trò chơi để cuốn hút này. Họ đã nói Yggdrasil là một trò chơi có rất nhiều điều bí ẩn và thú vị dành cho người chơi để họ tự khám phá. Thông tin đầy đủ duy nhất được cung cấp cho người chơi là cách kết nối game cùng cách điều khiển nhân vật. Có thể nói đây là trò chơi chứa đầy sự bí ẩn với bất cứ người chơi nào. Nó kích thích tính tò mò muốn khám phá một thế giới fantasy rộng lớn của bất kỳ ai, và đồng thời cũng khơi dậy tính sáng tạo do sự linh hoạt từ việc chọn chủng tộc, các lớp nghề class hay cả việc tự tạo ra các vật phẩm theo ý thích của người chơi. Dù vậy, sau 12 năm hoạt động, vào năm 2138, các nhà quản trị đã quyết định thông báo đóng cửa trò chơi. Việc này xảy ra có thể một phần là do con boss cuối cùng trong chuỗi nhiệm vụ chính của Yggdrasil hay Devourer of Nine Worlds đã bị tiêu diệt. Vào ngày trò chơi khai tử, chỉ có một số ít người chơi đăng nhập và chờ đợi tới khoảnh khắc trò chơi kết thúc. Trong số đó có Momonga, và hành động đó đã đưa anh cùng với Nazarick đến một thế giới mới. Đây là sự bắt đầu của hành trình tìm hiểu, khám phá và chinh phục tân thế giới của Momonga cùng với đại lăng tẩm Nazarick vĩ đại. Yggdrasil có một giao diện độc lập để chơi game và một phần mềm ghi lại nhật ký chơi game trong vòng một tuần. Ở thời đại của Satoru, mỗi người sẽ được gắn một thiết bị nhân tạo ở đằng sau cổ và họ chỉ cần cắm dây cáp vào là có thể kết nối với mạng dữ liệu thông qua siêu máy tính. Siêu máy tính ở đây thực chất là một giao diện nano thần kinh có chức năng gia tăng khả năng hoạt động của não bộ và biến nó thành một chiếc siêu máy tính cá nhân có hiệu suất cao. Nhưng đồng thời, việc đó cũng có thể gây hại cho mọi người bởi vì sẽ có những tin tặc sử dụng bộ não của người khác như một công cụ để phạm tội. Vì thế, chiếc mũ bảo hiểm cho người dùng đã được tạo ra. Chiếc mũ này có hệ thống tự động ghi lại mọi thứ diễn ra trong thế giới ảo. Nó sẽ lưu trữ lại những thứ đã diễn ra trong một tháng, sau đó sẽ tự động xóa đi. Chiếc mũ có thể khiến mọi người khó chịu, do khi sử dụng nó thì không khác gì từ bỏ quyền riêng tư của bản thân. Các anh em cứ tưởng tượng là có người gắn camera trong phòng mình ấy, chắc chắn là không thoải mái rồi. Nhưng có nó thì họ sẽ chứng minh được sự vô tội của mình như hệ thống nhật ký, nên ai rồi cũng phải dùng thôi. Những thứ này cũng là công cụ chính giúp mọi người tham gia các trò chơi mà mình thích. Về giao diện điều khiển của Yggdrasil, chúng ta có thể nhìn thấy nó ở ngay phần đầu của anime khi Momonga vừa đăng nhập vào game. Đó là những cửa sổ nhỏ hiện lên trước mắt người chơi và anh em có thể thấy nó giống như hầu hết các game nhập vai mà mọi người hay chơi. Trong giao diện chính có hiển thị đầy đủ các thông tin cơ bản của người chơi như nickname trong game, level, HP, MP hay đồng hồ để chỉ thời gian, bản đồ, rồi cả một cửa sổ nhỏ chứa các chức năng như truy cập menu, chat, xem các sự kiện, event.
liên lạc với GM khi cần thiết, vân vân và mây mây. Nghe có vẻ rắc rối nhưng thật ra ta có thể tắt và bật giao diện chỉ với những thao tác vô cùng đơn giản. Ví dụ như khi mua Monga xem thông tin về xe bass hay Abedo, anh chỉ cần ấn nhẹ vào không khí là cửa sổ giao diện sẽ hiện ra. Trong X-Razzle, do sự hạn chế về công nghệ nên người chơi không thể biểu lộ các biểu cảm khác nhau thông qua nét mặt mà phải dùng các chuyển động của cơ thể để bù đắp hoặc sử dụng các icon trong mảng điều khiển để biểu hiện cảm xúc. Đồng thời, do luật Digital, 2 trong 5 giác quan của người chơi sẽ bị loại bỏ hoàn toàn là vị giác và khứu giác, mặc dù vẫn có hệ thống đồ ăn tồn tại, nhưng điều đó chỉ mang ý nghĩa tiêu thụ chứ không phải là cảm nhận. Nếu ngoài đời mà có cái này, chắc nhiều anh em không còn lo về cân nặng của mình nữa rồi. Ngoài ra, xúc giác cũng bị hạn chế tương tự, lý do là để người chơi không bị lẫn lộn giữa thế giới ảo và thế giới thực. Bên cạnh đó, người chơi hoặc thú cưỡi vẫn có những trạng thái tiêu cực như đói hay khát. Ở X-Razzle còn tồn tại một hệ thống mệt mỏi, nhưng cũng may nó có thể dễ dàng giải quyết bằng cách sử dụng ma thuật. Như tôi đã nói với các anh em ở bên trên, X-Razzle là một game mà người chơi sẽ rất thiếu những thông tin cần thiết và họ phải tự mình điều tra cũng như khám phá mọi thứ. Các nhà quản trị của X-Razzle đã quyết định không cung cấp bất kỳ điều gì kể cả bản đồ, cùng các tin tức thiết yếu về dungeon, cách khai thác quặng, thuần hóa ma thú hay cách lấy lương thực. Qua đó anh em có thể thấy rằng thông tin là thứ vô cùng có giá trị trong X-Razzle. Khi bước vào X-Razzle, người chơi sẽ được tặng một quyển sổ có tên là Encyclopedia, bách khoa toàn thư. Nó là vật phẩm duy nhất không thể đoạt lấy bằng vũ lực mà phải để người chủ sở hữu tự cho đi. X-Razzle là trò chơi nhấn mạnh vào niềm vui khi học hỏi về những điều chưa biết, và đây là một trong những vật phẩm phản ánh ý đồ của các nhà phát triển game là muốn người chơi đưa các bí ẩn ra ngoài ánh sáng. Khi người chơi gặp một quái vật mới, Encyclopedia sẽ tự động ghi lại các dữ liệu cơ bản của nó. Tuy nhiên, đừng nghe vậy mà ngỡ đã nắm được tất cả thông tin về con quái. Các số liệu thống kê chi tiết không được tiết lộ cụ thể, cái ta biết chỉ có tên với ngoại hình mà thôi, còn nếu nó là quái vật thần thoại thì sẽ được bonus ở mục truyền thuyết phía sau. Nếu ai muốn sử dụng đầy đủ khả năng của quyển sách này thì phải tự điều tra những điểm yếu hay khả năng đặc biệt của quái vật rồi viết nó vào sổ. Nói chung, có làm thì mới có ăn, không làm thì chỉ có cầm sách nhìn cho đỡ buồn thôi. Như bao trò chơi bình thường khác, X-Razzle cũng có những trang web hướng dẫn và các trang web tin tức do người chơi tạo ra. Nhưng khá buồn vì các thông tin được cung cấp trên đó lại là những thông tin vô cùng phổ biến hoặc là những tin đồn không đáng tin cậy. Vì vậy, họ thường phải bỏ tiền hoặc trao đổi để có được những thông tin quan trọng và giá trị. Trong những năm cuối của X-Razzle, các quy tắc này cũng đã không còn như xưa nữa, nên mọi người có thể dễ dàng tìm thấy các thông tin đáng tin cậy được đăng công khai trên web. Đố anh em biết, điểm thu hút của X-Razzle nằm ở đâu đấy? Thôi để tôi trả lời luôn, đó chính là hệ thống linh hoạt cho phép người chơi tự do lựa chọn các class chủng tộc, các class nghề hay sử dụng nhiều loại vật phẩm khác nhau. Nói cách khác, với hệ thống của X-Razzle, trừ khi cố tình bắt chước, chứ không thì sẽ không có chuyện hai nhân vật giống nhau. Vẫn chưa hết đâu, không chỉ tự do trong việc lựa chọn nhân vật, người chơi còn có thể tùy chỉnh giao diện nghe nhìn một cách tùy ý. Bằng cách sử dụng công cụ chỉnh sửa được bán riêng lẻ, người chơi có thể thay đổi hình dáng, chế tạo, xây dựng vũ khí, áo giáp, nhà cửa, vẻ ngoài nhân vật, thông tin nhân vật một cách thoải mái. Có thể anh em chưa biết, Tachimi là một người đam mê những siêu anh hùng nên anh đã chi khá nhiều tiền vào tạo hình của mình. Một số hiệu ứng đặc biệt mà Tachimi sở hữu. 1. Khi Tachimi ở trong một tư thế nhất định, dòng chữ công lý đã đến cùng hiệu ứng nổ hào nhoáng sẽ hiện ra sau lưng anh. 2. Chiếc áo choàng của Tachimi sẽ có thể bay phấp phới trong không khí dù không hề có gió thổi qua. Có thể nói X-Razzle là một vũ trụ bao la với hàng hà sa số nhân vật đa dạng trong tùy biến giao diện. Vì vậy X-Razzle đã thổi bùng tinh thần sáng tạo, niềm đam mê trong việc tự tay thiết kế, xây dựng mọi thứ của các game thủ Nhật, tạo nên một cơn sốt được gọi là phong trào tạo hình. Tại Nhật Bản, X-Razzle phổ biến tới mức người ta coi X-Razzle và DMMORPG là một. Tiếp theo, anh em hãy cùng tôi tới với bối cảnh của X-Razzle. Rất lâu về trước, cái thế giới X-Razzle to lớn đã từng có rất nhiều lá. Nhưng vào ngày nọ, một con quái vật khổng lồ xuất hiện và ngấu nghiến những chiếc lá. Từng lá rơi vào dạ dày con quái cho đến khi chỉ còn sót lại 9 chiếc. 9 chiếc lá đó đã trở thành nguồn gốc cho 9 thế giới được gọi là Asgard, Arkham, Vanaheim, Nidavellir, Midgard, Jotunheim, Niflheim, Helheim và Muspelheim. Nhưng con quái vật khổng lồ kia vẫn không ngừng theo đuổi 9 chiếc lá còn lại. Từ đó hình thành nên cốt truyện của trò chơi. Những người chơi bước lên con đường mạo hiểm, đối mặt với vô số thử thách đầy hiểm nguy nhằm đạt được sức mạnh bảo vệ thế giới của mình. Con quái vật luôn săn lá kia cũng chính là con boss cuối cùng mà những người chơi phải đối mặt, Devourer of Nine Worlds. Kẻ nuốt cửu giới hay còn được biết đến dưới danh hiệu là World Enemy, kẻ thù của thế giới. Ngoài Devourer of Nine Worlds, X-Razzle còn tồn tại 31 World Enemy khác với sức mạnh khủng bố. Một số cái tên có thể kể đến là Bát Long, Ma Vương Thất Đại Tội, Thập Đại Thiên Sứ Sephiroth, Thiên Chúa của Địa Đàng thứ 6 và Ngũ Sắc Như Lai. Những con quái vật này được đánh giá rằng, ngay cả 6 tổ đội party với mỗi đội gồm 6 người cũng rất khó để đánh bại chúng. Về Dungeon, quái vật và boss. Theo web novel, mỗi thế giới trong X-Razzle rộng gấp 2-3 lần so với Tokyo ngoài đời thực, kéo theo đó là vô số các hầm ngục ẩn và những chủng loại quái vật khác nhau cho người chơi khám phá. Các khu vực càng cách xa trung tâm của thế giới thì mức độ nguy hiểm càng tăng, những con quái vật lang thang sẽ càng nhiều và địa hình cũng trở nên nguy hiểm hơn.
chẳng hạn như những đầm lầy khổng lồ, các khu rừng nhiệt đới hay những sa mạc nóng như thiêu đốt. Những người chơi sẽ cần các thiết bị đặc biệt lẫn các chiến lược thích hợp để tìm hiểu sâu vào các dungeon. Họ cũng phải quyết tâm từ bỏ thời gian ở thế giới thực để tham gia vào các chuyến thám hiểm vừa khó vừa dài. Những dungeon ẩn khó tìm thấy này chứa các tinh thể dữ liệu có giá trị trong người những quái vật. Bất cứ ai cũng vui mừng khi tìm thấy một dungeon chưa được khám phá. Có thể nói đó là một mỏ vàng. Một số dungeon chỉ có thể được tìm thấy trong những điều kiện nhất định. Ví dụ, lối vào một dungeon giữa một cánh đồng hoa ở sâu trong rừng chỉ có thể được nhìn thấy dưới ánh trăng tròn. Một trong những dungeon có lối vào khó ăn khác đó chính là thành phố mùa đông ở Neverham. Nơi đó chỉ có thể vào được khi có một trận bão tuyết. Người đầu tiên khám phá một dungeon sẽ được một món tiền thưởng hoặc nhận thêm 10% kho báu. Ngoài ra, khi một dungeon bị chinh phục lần đầu, dương kho báu lớn sẽ cung cấp các vật phẩm có cấp độ cao hơn 10-20% so với thông thường. Các dungeon chỗ Yggdrasil sẽ không cho biết cấp độ cần thiết để khám phá nó. Cái này thì quá dễ hiểu rồi. Vì vậy, hầu hết những người chơi sẽ tổ chức một cuộc do thám khi phát hiện một dungeon chưa được khám phá. Bởi những dungeon chưa được bốc tem, đồng nghĩa sẽ có những con quái vật lạ mặt đang chờ đợi họ. Và éo le hơn là không có dấu hiệu nào để có thể nhận biết những cạm bẫy ẩn bên trong dungeon. Một cuộc do thám trước sẽ cho họ thêm thông tin cần thiết để lập ra chiến lược rõ ràng cho việc chinh phục dungeon đó. Bên cạnh đó, để an toàn hơn, những người chơi còn thực hiện nhiều cuộc tấn công để chinh phục một dungeon. Bằng cách này, họ có thể nhận ra cách hiệu quả để hạ gục các quái vật và con đường ngắn nhất đến trung tâm của dungeon, cũng như cách đánh bại boss của dungeon. Dù chinh phục thành công, dungeon vẫn còn mark chỉ bằng một lần thám hiểm là vô cùng khó khăn. Nhưng phần thưởng cho việc này cũng rất lớn. Bằng việc chinh phục Nazarick, một dungeon cấp độ 80+, chỉ trong một lần chinh phạt, Guild Ensogol đã nhận được một vật phẩm cấp độ World Class, The Throne of Kings, và tổng số cấp độ NPC của Nazarick tăng thêm 500. Nói về dungeon thì không thể bỏ qua dungeon tự sát. Đây là cái tên vô cùng quen thuộc đối với các người chơi của Yggdrasil. Nó dùng để chỉ những dungeon yêu cầu một vài party đồng thời hoàn thành các nhiệm vụ dọc theo các tuyến đường khác nhau để giành được chiến thắng. Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick chính là một dungeon tự sát và nó còn là loại khó nhất khi mà cần 5 party cùng tiến hành. Giống như sự đa dạng trong cách tạo hình, các chủng tộc và nghề, các chủng loại quái vật của Yggdrasil cũng vô cùng phong phú. Người chơi có thể nhìn vào màu sắc của tên quái vật để đánh giá cấp độ của nó so với bản thân. Bên cạnh đó, nếu tên của chúng có kèm theo tên của khu vực, thì cấp độ của những con quái vật đó có thể cao hơn một chút so với những con quái cùng loài. Hầu hết quái vật sẽ được tạo ra bởi các quy tắc tương tự với các quy tắc được sử dụng để tạo ra nhân vật của người chơi. Phép thuật mà họ sử dụng cũng giống nhau, ngay cả các chỉ số cơ bản của họ trong phần thông tin, chẳng hạn như HP, cũng có tính chất tương tự. Hầu hết quái vật trong Yggdrasil đều có khả năng tấn công và phương thức hành động sẽ tương đương với vẻ ngoài của nó. Tuy nhiên, có rất nhiều kẻ thù mà những hành động của chúng không thể dự đoán được. Khi những con quái vật tấn công, chúng sẽ nhắm vào mục tiêu cụ thể mà chúng muốn đánh. Điều này nghe có vẻ rất khó hiểu đúng không? Thực chất trong Yggdrasil có một giá trị được gọi là chỉ số thu hút quái vật. Các hành động như gây thêm sát thương, hồi HP, buff, debuff hoặc sử dụng skill hút quái sẽ làm tăng chỉ số thu hút quái vật. Còn khi một người chơi bị đánh trúng bởi một con quái vật, sự thu hút của quái vật với người chơi đó sẽ giảm xuống. Bởi vì giá trị này sẽ dao động liên tục trong một trận chiến, nên những thành cờ luôn phải chú ý đến các giá trị thù ghét của quái vật, kẻo những người đi đầu sẽ bị tấn công. Để đối phó với những con quái vật miễn dịch với những phép thuật ảnh hưởng đến tinh thần như Golem hoặc Undead, người thành cờ chuyên nghiệp phải sử dụng một số kỹ năng có thể kiểm soát được sự thù địch của chúng. Trận chiến với con boss thường xảy ra trong một bản đồ riêng biệt, và có một số trận đánh boss cho phép người chơi rút lui khỏi cuộc chiến. Cũng giống như những game khác mà anh em thường chơi, các con boss sẽ trở nên điên cuồng hơn khi sinh mệnh của nó rút đi quá nhiều. Yggdrasil cũng tồn tại những con boss mà anh em có thể đánh bại chỉ với một nhóm người chơi, hoặc nếu người chơi mạnh mẽ, họ có thể solo với cả boss. Bên cạnh đó cũng có những con boss mạnh mẽ mà ta chỉ có thể giải quyết khi cả guild hoặc nhóm những người chơi cực kỳ mạnh mẽ tập trung chiến đấu. Nó được gọi là raid boss. Các con boss bình thường của Yggdrasil được thiết kế giống với những người chơi, những kỹ năng và phép thuật của chúng được xây dựng trong cùng một hệ thống với hệ thống của người chơi. Tuy nhiên, trong cuộc chiến raid boss, 30 người chơi sẽ chỉ phải đối mặt với một con quái vật duy nhất. Ngay cả khi các chỉ số cơ bản đã được nâng cao, một con quái vật vẫn sẽ bị xóa sổ bởi sức đè của số lượng. Điều đó có nghĩa là không có thách thức nào dành cho người chơi cả. Vì vậy, những nhà quản lý game đã tạo ra hai phương án khác nhau để giải quyết trường hợp này. Cách một là cân bằng lực lượng giữa hai bên, những con boss sẽ không quá mạnh về các chỉ số tấn công hay phòng thủ, nhưng sẽ có một lượng lớn HP lớn gấp nhiều lần người chơi và lũ tay sai sẽ được sinh ra liên tục tới khi con boss chết để tấn công nhóm người chơi. Cách thứ hai là cải thiện hoàn toàn dữ liệu về boss. Các con boss ở trường hợp này sẽ được xây dựng với một hệ thống khác biệt so với hệ thống dữ liệu của người chơi. Chúng được tối ưu hóa cho chiến đấu và có những kỹ năng đặc biệt mạnh mẽ. Dù vậy, để cân bằng thì hầu như sẽ không có những con quái phụ sinh ra để quấy rối người chơi, trừ trường hợp con boss có kỹ năng tạo ra các con quái phụ. Ví dụ như con boss mà nhóm Momonga đã gặp phải trong cửa ải cuối cùng trước khi chinh phục được Đại Lăng Tẩm Nazarick vĩ đại. Đến đây thì video cũng đã khá dài rồi, nên tôi xin phép kết thúc tại đây. Mong rằng các anh em sẽ thấy hứng thú với những thông tin mà chúng ta cùng tìm hiểu nãy giờ. Hải Đế Tộc sẽ cố gắng ra phần sau nhanh nhất có thể để anh em có được một cái nhìn toàn diện nhất về Yggdrasil.
Và trước khi đi, anh em đừng quên để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận nha. Nội dung video thì hết nhưng video vẫn còn vì có chương trình quen, mượn lời MC trả lời comment, vào luôn thôi. Trước khi vào chương trình, anh em cho xin 5 giây quảng cáo nha. Hiện tại tôi đang làm thể loại cà khịa anime giải trí trên kênh Bộ Lạc Tán Chốc. Anh em nào thích nghe toxic, thích joke, thích những màn khịa đều các nhân vật trong anime thì ủng hộ nha. Cảm ơn anh em. Câu 1 của anh em Z Huỳnh. Đóng băng thì Ad nói là đóng băng một người mạnh. Ad nói vậy spoil quá. Em còn nghĩ ông đó sẽ rất mạnh, về sau sẽ đe dọa được Nazarick. Ad nói vậy thì còn gì hấp dẫn nữa. Tôi cũng chịu anh em luôn. Đầu tiên thì ở video tôi đã có một câu slogan để cảnh báo là spoil rồi. Tôi spoil thế này mà nhiều anh em cũng thỏa mãn đâu. Còn comment yêu cầu tôi làm tóm tắt suốt đó mà. Mà vẫn quan điểm cũ, không làm đâu anh em nhé. Không tốt cho cộng đồng vì nó tóm tắt thiếu sót nhiều, gây nhiều hiểu lầm và lệch lạc khỏi ý nghĩa câu chuyện. Mà theo quan điểm cá nhân của tôi thì Brain dù thế nào cũng không thể thành mối nguy hại cho Nazarick như anh em nói được. Vì tầm tuổi đó của Brain chỉ có thể làm gãy móng tay của Shaltier, thì 100 tuổi cũng không có một cửa nào với Shaltier hết, chứ nói chi là Nazarick. Và anh em nên nhớ, Brain là con người có tuổi thọ nha. Câu 2, gần đây có vẻ lại có rất nhiều anh em mới vào nên thắc mắc về giọng MC đang thu cho anh em nghe. Đúng như anh em biết và anh em nghĩ là ngoài cộng tác với kênh Mi Game, bạn MC có cộng tác với cả kênh tôi nữa, nhưng mà hai kênh hoàn toàn không liên quan gì đến nhau nhá. Anh em đừng nhầm lẫn nha. Câu 3, video trước mình đọc comment thấy khá nhiều anh em nhầm lẫn về vụ Victim có thể hồi sinh được các thủ hộ tầng khác, nhưng điều này hoàn toàn sai. Như nói ở bài trước, Victim chỉ có nhiệm vụ là cảm tử thôi nhá. Câu 4, Duy Hà, anh 2D nói thêm về Yggdrasil đi, có những thứ khó hiểu chỉ khi xem 2D tộc mới hiểu được. Đầu tiên thì xin dành lời cảm ơn tới anh em vì đã lựa chọn 2D tộc là chỗ tin tưởng để hiểu thông tin. Và tin vui cho những anh em nào đang hóng với Yggdrasil như bạn Duy Hà thì team tôi chuẩn bị mở ra một series gồm 7 phần lận cho anh em, cứ phải gọi là sướng sương sướng nha. Anh em sướng thì còn mình sướng nha. Thì thoảng kêu gọi tí cho nó xôm. Câu 5 của anh em Cake Burster. Sau phần của câu Citus không giải thích rõ stats cộng class level cộng job level với ad. Đơn giản lắm anh em ạ. Là do tác giả chưa có đưa ra đấy mà. Giờ thì xin tạm biệt anh em.